Bitcoin xuống đáy 2 năm. Theo Bloomberg, Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất thị trường, đã giảm tới 7,4% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 18.400 đô la Mỹ. Đồng Ether giảm tới 6,6%, phải vật lộn để giữ mốc 1.300 đô la Mỹ. Các đồng tiền khác như XRP và Polkadot thậm chí còn bị lỗ nặng hơn. Các nhà đầu tư đang phải chuẩn bị cho sự biến động tăng lãi suất từ cục dự trữ liên bang Mỹ Fed dự kiến vào thứ tư để chống lại lạm phát. Chi phí đi vay cao hơn cũng làm giảm tính thanh khoản mà lĩnh vực tiền điện tử đang dựa vào. Các hợp đồng tương lai của cổ phiếu Mỹ chìm trong sắc đỏ và đồng đô la Mỹ tăng cao hơn cũng cho thấy các nhà đầu tư thận trọng hơn trong môi trường lạm phát. Yếu tố vĩ mô vượt trội mọi thứ Anthony Chen F giám đốc hãng cho vay tiền số Nexo cho biết. Ether đồng tiền lớn thứ hai thế giới về vốn hóa thị trường đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 tháng gần đây. Đã tăng kể từ giữa tháng 6 của đồng này được thúc đẩy bởi sự kiện nâng cấp chuỗi khối Ethereum để cắt giảm việc sử dụng năng lượng hiện đã dừng lại do việc nâng cấp đã hoàn tất. Theo dữ liệu của CoinGecko, Ethereum Âu, một token bổ sung các nhà đầu tư nhận được sau khi nâng thấp Ether, tiếp tục sụp đổ. Mã này đã chọn không tham gia vào bản cập nhật phần mềm nên giá trị của nó đã giảm đến 40%. Giá trị thị trường của các đồng tiền kỹ thuật số đã giảm hơn 70 tỷ đô la Mỹ trong vòng 24 giờ qua xuống còn 941 tỷ đô la Mỹ, bỏ xa mức đỉnh 3.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, theo số liệu của Coi Kinh cô Điều kiện tài chính thắt chặt và các đợt bùng nổ ngoạn mục tại các công ty tiền điện tử được sử dụng làm đòn bẩy giúp tăng giá trong năm nay.